Xin kính chào quý vị và các bạn. Kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục theo dõi bộ truyện Hệ thống game tại dị giới của tác giả Tạ Trường Thành. Truyện được cập nhật hàng ngày trên kênh Hư Trúc Vlog. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc sau khi nghe truyện. Đặc biệt, đừng quên ấn đăng ký và chia sẻ cho bạn bè cùng xem. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Và bây giờ, kính mời quý vị và các bạn cùng tiếp tục nghe truyện. Chương 369: Tiến vào phó bản. Trở về một gian phòng nhỏ, Hoàng Minh sau khi dặn dò hết thảy, không ai được làm phiền hắn, ngũ huynh đệ Cáp Sâm đồng loạt vâng dạ, ngay lập tức bao quanh căn phòng nhỏ, còn muỗi cũng đừng hòng bay vào. Hoàng Minh nằm trên giường, nhanh chóng khởi động hệ thống tiến vào bên trong. Hoàng Minh lúc này mang theo tự tin vô cùng. Hắn muốn tiến vào phó bản, tiến đánh cự quái thứ hai, chính là vạn cổ trường ngư. Nói đến vạn cổ trường ngư, Hoàng Minh vẫn nhớ mãi cảnh tượng khi hắn còn là ngân huyền cảnh tiến vào, bị con quái vật này một quật đánh cho tan xác. Tiếp đó là chuỗi 3 năm chờ đợi dài đằng đẵng với hệ thống. Hoàng Minh hôm nay đã là nguyên anh trung kỳ, có một tá lực lượng cường đại, tất nhiên là muốn tiến vào phục thù rồi. Chủ nhân, người muốn tiến vào đánh phó bản sao? A Trang mang một vẻ mặt lo lắng nhìn về phía Hoàng Minh. Hoàng Minh lúc này rõ ràng cảm thấy ý vị tình cảm trong lời nói của nàng. Hoàng Minh có chút rung động kỳ lạ, thế nhưng ngay lập tức hắn liền trấn an mình. Nàng chỉ là một đoạn số liệu mà thôi, không hề có thực. Hoàng Minh tự nói với mình như vậy, sau đó tiến vào trong phó bản. Nơi ở của vạn cổ Trương Ngư chính là phía sau đảo, chính là một hồ nước lớn. Hoàng Minh trước kia tiến vào, còn chưa kịp cảm thán thì đã bị một đập đánh chết. Hiện tại hắn đã có kinh nghiệm, lúc này rất đề phòng mà tiến tới, dù sao vẫn chưa biết đối phương thực lực như thế nào. Hoàng Minh từng bước chậm rãi tiến vào. 150m, 100m, 70m. Đúng lúc này, Hoàng Minh rõ ràng nhận thấy trước mặt nước đang tách ra. Hắn vội vàng dùng quang ảnh thân pháp thoát một cái tránh khỏi công kích. Chỉ thấy nơi hắn vừa đứng, một cái xúc tu đã hùng hăng nện xuống, trên mặt đất cát bay mù mịt. Hoàng Minh bay lên trên không, hít thở có chút ngưng trọng. Một đập không ngờ lại không thành công đập chết đối phương. Vạn cổ Trương Ngư như không cam lòng. Ngay sau đó là 6, 7, 8 cái xúc tu khổng lồ liền đan xen khủng bố mà đập tới. Hoàng Minh lúc này đành sử dụng thế thân thuật, 5 cái xúc tu lớn đánh mạnh vào không gian, sau đó hạ xuống nổ âm một cái. Không gian hồ nước chấn động kịch liệt, giữa hồ bỗng nhiên ầm ầm dao động. Một thân ảnh màu vàng đậm nhanh chóng xuất hiện. Thân ảnh này to lớn khủng bố, không khác gì một con bạch tuộc tại địa cầu là mấy, chỉ là nó quá to rồi. Hai mắt của nó màu xám dao động, xoay chuyển liên hồi. Ngay sau đó là âm thanh tiếng nói khàn đặc vang trong không gian. Nhân loại ti tiện thấp kém, không ngờ trước kia bị ta đập một đòn, người vẫn chưa chết. Tiếng nói này tất nhiên là của vạn cổ Trương Ngư. Nó đang rất kỳ quái, tại sao Hoàng Minh lại một lần nữa xuất hiện tại đây? Hoàng Minh phiêu du trên không trung, ánh mắt lăng lệ sắc bén vô cùng. Hôm nay nhất định là ngày tàn của ngươi rồi. Hoàng Minh hừ lạnh một tiếng, bên tai đang nghe thông tin về vạn cổ Trương Ngư. Vạn cổ Trương Ngư đứng hàng thứ 5 trong thập đại yêu thú của Ma Vương, thực lực cường hãn vô cùng, cấp bậc cấp 12, phẩm chất siêu việt, kỹ năng vạn trùy hóa nhất, tứ đáo thiên liên, chấn áp, nghiền nát. Từng bị 100 cường giả vây đánh, thành công phong ấn tại Húc Thư Hồ, cảnh giới suy yếu, từ bán thánh hạ xuống 7 bậc, tu vi hiện tại đạt tới hóa thần sơ kỳ. Hoàng Minh nhếch môi cười khẩy, hàn quang trong hai mắt lóe ra. Chuyện lần trước, hôm nay hắn nhất định muốn trả lại tất cả. Ây, nhân loại ti tiện thấp kém, chết đi. Vạn cổ Trương Ngư miệng thốt lên tiếng con người. Ngay sau đó là 8 chiếc xúc tu cùng nhằm tới Hoàng Minh, khí thế như hồng, cực kỳ khủng bố. Mỗi cái xúc tu của nó càng như một cái roi mây, 8 cái hung hăng mà quật tới bên người của Hoàng Minh. Thế nhưng chính lúc này Hoàng Minh biến mất. Trong sự ngây ngốc giật mình của vạn cổ Trương Ngư, Hoàng Minh đã từ phía sau hắn
triệu hồi Susanoo toàn chân thể. Lúc này Susanoo của Hoàng Minh đã vô cùng rắn chắc, nhất là thân hình cao lớn của Susanoo làm cho vạn cổ trường ngư ngưng trọng một hồi. Nó không có lập tức đánh tới như vừa nãy, thậm chí là có chút khẩn trương không thôi. À! Hoàng Minh ngửa cổ lên gầm lớn, toàn thân hắn phát sinh rất nhiều thứ, thế nhưng rõ ràng nhất chính là mái tóc đen của hắn vậy mà biến đổi thành màu vàng dựng đứng. Toàn thân của Susanoo một luồng năng lượng màu vàng bao phủ. Vạn cổ trường ngư đã có chút sợ hãi, khí tức của đối phương càng ngày càng tăng cao. Nó lúc này đã bị trấn trụ lại rồi, hai mắt to khủng bố cứ thế đảo điên liên tục. Cuối cùng nhìn vào hai mắt của Hoàng Minh, có chút kinh ngạc, có chút sợ hãi, có chút vui mừng, cảm xúc lẫn lộn đan xen nhau. Thật không ngờ người lại là kẻ được chọn, ta đã xem thường ngươi rồi. Vạn cổ trường ngư đầy vẻ hung dữ, ánh mắt hướng về Susanoo. Các xúc tu của nó đã liên tục được vẫy vùng, muốn nhanh chóng đánh tới phá hủy thân ảnh trước mặt. Chương 370: Đấu vạn cổ trường ngư. Đã trùng ảnh phân thân chi thuật. Hoàng Minh lúc này kết ấn, trong trạng thái Susanoo của hắn cũng có thể sử dụng, chỉ là số lượng không nhiều mà thôi. Ngay lập tức có đến 10 thân ảnh Susanoo khổng lồ bao vây lấy vạn cổ trường ngư. Thế nhưng lúc này nó đã điên cuồng rồi, trong tâm trí của nó chỉ còn dục vọng giết chóc mà thôi. Nhất là khi nhận ra Hoàng Minh chính là kẻ được chọn, nó càng là muốn tiêu diệt Hoàng Minh, không để cho Hoàng Minh lớn mạnh. Các xúc tu của nó lúc này đã huy động cực kỳ ác liệt, tốc độ lại càng cao. Chỉ thấy một đám phân thân Susanoo tránh không kịp, lần lượt tan vỡ. Chỉ có hai phân thân kịp chém ra một kiếm, máu tươi bắn ra, một cái xúc tu bị chém rụng. Vạn cổ trường ngư càng là gầm lên giận dữ, nó hung hăng đánh nát phân thân kia, tiếp tục gầm lên thị uy. Từ trước tới giờ nó chưa từng bị tổn thương lớn như thế, kể cả gặp cự nhân tộc nó cũng có thể cứng rắn đón đỡ. Thế nhưng kiếm này là dựa theo quỷ kiếm của Hoàng Minh mà tái diễn, khác hẳn với các loại vũ khí khác, sát thương cùng độ bén cực kỳ khủng bố. Cả hồ nước rộng lớn chấn động ầm ầm từ đợt sóng dao động mạnh mẽ. Vạn cổ trường ngư dao động hai con mắt khủng bố của nó tìm kiếm thân ảnh của Hoàng Minh. Chính là lúc này một tiếng phá không từ trên đầu lao tới. Hoàng Minh dựa vào khả năng phi hành của mình đã âm thầm bay lên trên cao khoảng 100 mét, lúc này đã bắn xuống một tiễn. Một tiễn này cực kỳ khủng bố, vốn đã rất mạnh rồi, lại còn được Hoàng Minh gia trì thêm hiệu quả của vòng cổ trái tim chiến thần, sức sát thương của một tiễn này càng là tăng lên gấp đôi. Vạn cổ trường ngư nghe thấy tiếng xé gió rít gào, nó ngay lập tức ngẩng đầu lên, trông thấy một tiễn đã xuất hiện trước mắt. Đồng tử của nó co lại, lập tức thân hình nó chìm vào đáy hồ, bảy cái xúc tu còn lại cũng là che chắn trước người. Oanh, long, long, một vụ nổ như hàng ngàn quả bom cùng dẫn động, cả hồ nước dậy sóng, không gian vỡ vụn, nước bắn lên cao tới mấy chục mét. Kinh hãi hơn là máu đỏ đã lập tức bao trùm lấy hồ. Vạn cổ trường ngư gào lên đau đớn, cả bảy xúc tu của nó đều đã bị Hoàng Minh một tiễn bắn nát. Tám cái xúc tu vậy mà toàn bộ bị tiêu diệt, nó chẳng khác gì bị chém toàn bộ chân tay. Lúc này chỉ có thể dùng đôi mắt đỏ rực lên hướng về phía Hoàng Minh như muốn ăn tươi nuốt sống. Hoàng Minh ở phía trên hừ lạnh, hắn đã từng thề sẽ cho con yêu vật này tan thành thịt vụn. Hiện tại thì hay rồi, bây giờ để xem ngươi làm sao có thể đỡ được tiễn thứ hai. Hoàng Minh cho Susanoo nâng cung, mũi tên thứ hai đã được hình thành. Thế nhưng chính lúc này hắn chợt phát hiện ra toàn thân không thể động đậy, một thân nâng cung toàn bộ đều bị dừng lại. Trấn áp. Hoàng Minh kinh hãi, nhớ lại kỹ năng của vạn cổ trường ngư, hắn đã quên mất chiêu thức này của nó. Thế nhưng mà có nhớ ra cũng không thể ngờ nó lại sử dụng ở tầm xa như vậy được. Phía bên dưới, hai con mắt to của vạn cổ trường ngư đã trở thành màu vàng kim, vô cùng quỷ dị. Nó chỉ còn con bài tẩy cuối cùng này mà thôi, nhất định nó sẽ để cho Hoàng Minh phải tan nát. Hoàng Minh phát hiện toàn thân không thể di động, chính là linh lực cũng không thể tiếp tục tuần hoàn theo ý hắn. Susanoo không được tiếp thêm linh lực, từ từ nứt ra, nhanh chóng vỡ vụn. Hoàng Minh cứ như thế rơi từ trên không xuống. Hắn lúc này hai mắt tràn đầy vẻ khó tin. Tốc độ rơi của Hoàng Minh rất nhanh,
Chỉ nghe ầm một tiếng, cả thân hình của hắn đã rơi xuống một mảng đất. Cũng may hắn đã sử dụng gia trì của trái tim chiến thần, lực phòng ngự cũng gia tăng gấp đôi mới có thể không bị thương. Thế nhưng lúc này lại vô cùng chật vật. Hoàng Minh sau một cú rơi này, linh lực đã có thể vận chuyển lại. Đúng lúc này một đoàn nước bắn tới, Hoàng Minh kinh hãi, nhanh chóng thu triển kỹ năng dịch chuyển tức thời. Một lần nữa Hoàng Minh lại xuất hiện phía trên bầu trời. Hai mắt của hắn lúc này đã không còn bình thường. Mắt trái là Sharingan, mắt phải là Rinnegan. Vạn cổ trường ngư lúc này càng là kinh sợ. Nó thật khó có thể tin được Hoàng Minh lại có thể tránh né một đòn vừa rồi. Đáng ra chúng phải kỹ năng chấn áp của nó, đối phương phải loạn động linh lực, đan điền vỡ nát mới đúng. Tại sao tên nhân loại ti tiện kia lại có thể không hề có chuyện gì xảy ra? Thậm chí sau khi biến mất lại có thể xuất hiện trên trời lần nữa. Từ trước đến nay nó sử dụng chưa kẻ nào có thể sống sót được. Hiện tại nó không thể dùng chấn áp lần nữa, chỉ có thể nhìn Hoàng Minh phía trên mà thôi. Địa bộc thiên tinh. Hoàng Minh hừ lạnh, ngay sau đó đánh ra bốn quả cầu nhỏ, tạo ra bốn quả cầu chính là cực hạn của hắn rồi. Mặt đất bắt đầu nứt vỡ, từng khối giống như bị hút lên trời vậy. Cảnh tượng vô cùng đáng sợ. Vạn cổ trường ngư càng là một mực sợ hãi. Chương 371 Ma tộc hành động. Toàn bộ từng mảng đất lớn bị hút lên, bốn quả cầu nhỏ trên trời như có sức hút khủng khiếp, bắt đầu điên cuồng tích tụ. Vạn cổ trường ngư đã bị chấn kinh rồi. Nó có nằm mơ cũng không thể nào nghĩ ra được nhân loại ti tiện bé nhỏ kia trước kia đã bị nó một đòn đập nát, hiện tại lại kinh khủng như vậy. Hai mắt của nó hiện đầy vẻ mờ mịt. Đòn chấn áp cuối cùng của nó chính là lá bài tẩy rồi. Hiện tại đã lật ra mà vẫn không thể nào giết được đối phương. Nếu không phải nó bị phong ấn ở cái hồ nước này ngàn năm qua thì làm sao tu vi có thể yếu ớt như thế, lại còn không thể rời khỏi cái hồ này. Chỉ một khoảng thời gian 5 phút, trên trời bốn quả cầu nhỏ lúc này đã khủng bố như bốn viên thiên thạch sừng sững trên trời. Hoàng Minh hai mắt một đỏ một tím đầy quỷ dị, hai tay vốn đang chùm lại lập tức phất xuống. Ngay lập tức bốn viên thiên thạch khủng bố này theo sự điều khiển của hắn toàn bộ hướng vào vị trí của vạn cổ trường ngư mà lao đến. Vạn cổ trường ngư rít gào, đến lúc này nó đã thấy được tiếng gọi của tử thần. Không, nhân loại tí tiện, nhất định ma vương sẽ báo thù cho ta. Vạn cổ trường ngư chỉ có thể gào lên một câu đe dọa cuối cùng như vậy. Cả thân hình của nó đã bị đè xuống. Oanh, long, long. Tiếng từng tảng thiên thạch va đập vào nhau, từng cái chồng chất, sức mạnh khủng khiếp làm cho cả hồ nước một lần nữa rung chuyển. Không thể tính đơn giản, 1+1=2 được. Bốn viên thiên thạch loại lớn này thì nhau hung hăng lao xuống, ai có thể đỡ được. Hoàng Minh ở phía trên khóe miệng mỉm cười, cũng không hề để vào mắt lời đe dọa của vạn cổ trường ngư. Nhớ lúc trước hắn giết thôn Ma Lang, trước khi chết nó cũng gào lên ầm ĩ như thế, thế nhưng ma vương đâu không thấy. Hoàng Minh hắn lại giết được con thứ hai rồi. Tinh tinh, tiêu diệt thành công vạn cổ trường ngư, nhiệm vụ thập đại cử quái hoàn thành 2/10, nhận được dạ hành chiến bảo, nhận được 700.000 kinh nghiệm. Cự quái số 3 hấp mê kinh xà, tiến độ chưa hoàn thành. Hoàng Minh phấn khởi nhìn từng vòng hào quang lóe lên quanh thân, lập tức cảm nhận được sức mạnh lại đại tăng. Hắn mở ra thông tin cá nhân xem một hồi. Ai, rốt cục đã đạt đến nguyên anh đại viên mãn rồi, chỉ kém một chút nữa. Hoàng Minh hài lòng mà nói. Hắn hiện tại cũng đã không vội tiến vào phó bản tiếp theo, tốt nhất đợi đến hóa thần cảnh giới đi. Hoàng Minh tự nhủ như vậy. Sau đó hắn thoát ly khỏi phó bản, tiến vào không gian rút thưởng, thử vận khí hôm nay của hắn. Ở nơi phương xa sâu thẳm dưới mặt đất mấy ngàn mét, trong không gian tối om, một vài tia sáng leo lét của mấy viên đá. Nam nhân xích lóa kia bất giác ngẩng đầu, ánh mắt đỏ rực khủng bố, hàm răng nghiến chặt vào nhau, có thể nghe thấy tiếng rít gào từ miệng của hắn. Thánh ma vừa chết không lâu,
Tiểu Ngũ cũng bị giết ư? Nam nhân này thân thể đã bị vô số sợi xích đem đâm xuyên qua, bên ngoài mỗi sợi xích lại có một tầng màu vàng bao quanh. Kẻ nào? Rốt cục là kẻ nào? À! Tiếng gầm khủng bố vang vọng trong không gian tối tăm này. Mấy trăm sợi xích lập tức bị chấn vỡ, rơi lả tả trên mặt đất. Trên người của nam nhân này, tuy số lượng xích vẫn còn rất nhiều, thế nhưng dường như khó có thể chống chịu lại một thời gian nữa. Tại Hồn Minh, một lão già đang ngồi tĩnh tù trong gian phòng lập tức mở mắt. Lão lấy ra từ trong áo một vật hình tròn, bên trong chứa vô số biểu tượng khác nhau. Hai mắt của lão nhíu lại đầy vẻ ngưng trọng. Ngay sau đó, âm thanh của lão vang lên trong không gian. Áo Vân Lợi, tới đây gặp ta. Âm thanh của lão già vang lên trong điện. Chỉ một phút sau, một thanh niên mang theo hắc y trường bào xuất hiện. Thanh niên này tuấn giật vô cùng, khóe miệng lại nở nụ cười tà mị, toàn thân phát ra một khí tức tà ác khiến cho người ta phải run sợ. Thanh niên đứng trước mặt lão già này lại cúi đầu cung kính hành lễ, đoạn nói: Áo Lợi Vân có mặt. Lão già nhìn hắn một chút, sau đó lên tiếng nói: Vạn cổ trường ngư thánh thú đã bị tiêu diệt. Thanh niên nghe lão già nói, nụ cười trên môi biến mất, khuôn mặt rơi vào nghiêm túc, không dám coi thường. Lão già nhìn biểu cảm của hắn cũng không có biểu lộ gì, lập tức nói tiếp: Hiện tại Hoàng Thiên Đại Lục đại lượng nhân mã của ma tộc chúng ta đã tiến vào Ôn Thỏa, chỉ còn đợi gió đông. Bây giờ ta cần người tiến vào Tử Quang Hải Vực, đến Vĩnh Tiên Đại Lục, nhanh chóng thâu tóm các thế lực, nhất định nhanh chóng triệu tập nhân mã, cần thiết cũng phải đánh phủ đầu, nhất quyết không để các chủng tộc chính đạo liên minh với nhau dễ dàng. Chúng ta cần thời gian chờ đợi, Ma Vương đại nhân sắp trở lại rồi. Rõ. Thanh niên nghe tới đây cúi đầu hành lễ, ngay lập tức quay đầu rời đi. Tốc độ của hắn cực nhanh, chỉ thấy một đoàn hắc ảnh lao ra phía Hồn Minh. Khi tới đại sảnh thì đã dừng lại. Thiếu chủ. Lập tức có hơn mấy chục người nhìn thấy thanh niên này, lập tức quỳ xuống hành lễ, vẻ mặt vô cùng cung kính. Nhanh chóng tập hợp 3.000 đoạn lạc thiên sứ cùng 3.000 chiến sĩ lang tộc, theo ta tiến vào Tử Quang Hải Vực. Thanh niên hở hứng ánh mắt nói. Lập tức có người phụ trách đứng lên thưa một tiếng, nhanh chóng rời đi. Chương 372, Anbu thành lập. Đã qua thời gian một tuần, cặp Sâm huynh đệ vẫn vô cùng nghiêm túc canh gác Sâm Nghiêm. Ngoài thay nhau hai người nghỉ ngơi một chút, thì lúc nào cũng có ba người nghiêm mật thủ hộ gian phòng của Hoàng Minh. Bọn hắn từ lúc Hoàng Minh hiển lộ thực lực cùng tài phú đều đã vô cùng toàn tâm toàn ý đi theo Hoàng Minh rồi. Chính là lúc này Cáp Vĩ mới đi tới, nói nhỏ với Cáp Sâm: Đại ca, thiếu gia bao giờ mới xuất quan đây? Đã một tuần lễ rồi, ngày mai là ngày thiếu gia sẽ phải xuất phát đi đến Kiếm Thánh Học Viện đấy. Cáp Sâm hai hàng lông mày đen rậm cũng nhíu lại, nghĩ một lát rồi mới trả lời: Đợi đến tối, nếu thiếu gia không trở ra, ta sẽ quấy rầy người một chút. Cáp Vĩ gật đầu, ý định quay lại vị trí bên cạnh gian phòng. Thế nhưng lúc này cửa phòng đã chậm rãi mở ra. Hoàng Minh mang theo tâm tình rất không xài, khóe miệng lại có chút nhếch lên: Thiếu gia. Cáp Sâm, Cáp Vĩ lập tức hành lễ. Từ phía sau nhà, Cáp Đốn cũng xuất hiện hành lễ. Hoàng Minh gật đầu nhìn ba người một chút, đoạn nói: Tốt rồi, đi ra bên Tắc Hy xem. Hoàng Minh nói xong chậm rãi rời đi. Ba người Cáp Sâm, Cáp Vĩ, Cáp Đốn cũng là đi theo. Hoàng Minh đi lại trong thôn nhỏ này, toàn bộ người trong thôn thấy hắn đều vui mừng hành lễ, ai cũng mang một vẻ mặt đầy sùng bái. Hoàng Minh cũng đầy thân thiện mà gật đầu, không hề có chút cao ngạo nào. Tới một khoảng đất trống phía sau thôn, rõ ràng nghe thấy thanh âm đều đặn của một đám trẻ con. Nhìn từ phía xa đã thấy một đám thiếu niên đang đánh ra quyền cước, mỗi quyền đều kéo theo một tiếng hô khí thế. Tác Hy chính là ở chỗ này theo dõi đám trẻ tập luyện. Thấy Hoàng Minh ba người cùng Cáp Sâm, Cáp Vĩ, Cáp Đốn đi đến thì cũng đi tới đón chào. Thiếu gia, người đã xuất quan. Tác Hy lên tiếng chào. Hoàng Minh gật đầu,
nhìn một chút tu vi của Tác Hy, mỉm cười hài lòng vô cùng. Nguyên Anh tầng 3 rồi sao? Rất nhanh tiến vào trung kỳ cảnh giới rồi, khá lắm. Hoàng Minh kinh ngạc cùng vui vẻ. Itachi không hổ là thiên tài, lúc trước chính là không có công pháp cùng tài nguyên tu luyện, thế nên việc tăng tiến thực lực rất chậm. Chỉ cần một tuần nhờ vào đan dược cùng công pháp Hoàng Minh đưa cho, Tắc Hy đã vượt trội khủng bố, tiến bộ tiến dài làm cho người ta phải líu lưỡi. Hoàng Minh cũng không biết Tắc Hy một ngày chính là dành 3 giờ để huấn luyện đám thiếu niên kia, 3 giờ để ngủ, còn lại toàn bộ thời gian đều dành cho tu luyện. Hắn chấp nhất như thế, tiến bộ là cực nhanh. Đám thiếu niên kia đồng thời cũng đánh ra đòn cuối cùng, ngay sau đó đứng tại chỗ thở ra một ngụm chọc khí. Bọn chúng đều rơi vào dưới 12 tuổi, toàn bộ đều là tiểu hài tử trong thôn, cùng một số tiểu hài tử là người của U Chính Hải gia tộc. Hoàng Minh ánh mắt nhìn xuống phía dưới của đám thiếu niên này, ánh mắt quét qua người nào, người đó đều bất giác ứng ngực thẳng lên. Hoàng Minh chỉ cười cười, cố rất hài lòng. Hắn đã thành lập không ít các thế lực lớn nhỏ bên ngoài Thiên Sát, tỉ như Khăn Quàng Đỏ, Hoa Anh Đào, Akatsuki, Thiên Thai Lâu, Thiên Thượng Nhân Gian, và lớn nhất chính là Thiên Sát. Hiện giờ tại Vĩnh Tiên Đại Lục này, hắn cũng đã tại đây muốn thành lập một đội ngũ khác. Hoàng Minh quay về phía Tác Hy, vì thiên tài làng lá này hiện tại theo hắn, mang trong người một sứ mạng mới, tiềm lực kinh khủng vô cùng, nhất định sẽ là thanh lợi kiếm khủng bố nhất trong tay của Hoàng Minh. Tác Hy! Hoàng Minh bất chợt lên tiếng hô lên. Tác Hy chính là giật mình, thế nhưng rất nhanh đã phản ứng lại, lập tức quỳ một chân xuống thì lễ, miệng lên tiếng: có. Hoàng Minh ánh mắt lóe lên tia sáng kỳ lạ, nói ra: ngay bây giờ dưới sự chỉ huy của ngươi, ta tuyên bố thành lập một chi thế lực trong bóng tối, chính là duy nhất thế lực sau lưng ta, giúp ta giải quyết những sự việc quan trọng. Tác Hy chấn động, phía sau lưng của Hoàng Minh, Cáp Sâm, Cáp Đốn, Cáp Vĩ cũng chấn động. Bọn hắn không thể ngờ Hoàng Minh lại muốn thành lập một thế lực phía sau lưng của hắn. Tác Hy tâm thần chấn động. Lúc trước Hoàng Minh nói muốn tập hợp đám trẻ lại, hắn cũng đã nghi ngờ đoán ra một chút. Thế nhưng hôm nay nghe Hoàng Minh chính miệng nói ra thì lại có chút rung động. Các người từ bây giờ sẽ có một danh hiệu riêng, chính là Anbu. Anbu? Tác Hy hơi kinh ngạc, mặc dù không biết ý nghĩa của từ đó là gì, thế nhưng hắn cũng không hỏi, nhanh chóng lĩnh lệnh. Hoàng Minh ném cho Tác Hy một nhẫn chữ vật, lên tiếng nói: bên trong là đan dược, linh thạch, công pháp, chiến ký, chiến phục. Người hãy tự sắp xếp, trong vòng 3 tháng dẫn theo đội viên tiêu diệt Phúc Đặc gia tộc, nhất định phải hoàn thành. Hoàng Minh chỉ đưa ra chỉ lệnh, sau đó rời đi. Cáp Sâm ba huynh đệ nhìn về phía Tác Hy đầy hâm mộ. Thật không ngờ Tác Hy lại được thiếu gia tín nhiệm như vậy. Tác Hy hai mắt có chút hơi hồng lên, thế nhưng rất nhanh khôi phục trạng thái, hướng về phía ba người Cáp Sâm, Cáp Vĩ, Cáp Đốn mà hừ lạnh nói: còn không đứng vào hàng. Cáp Vĩ trợn tròn mắt, ngón tay chỉ vào mặt hắn, ý là hắn cũng nằm trong cái đội ngũ này sao? Cáp Sâm không tỏ ra kinh ngạc, tiến đến đứng vào phía sau của đội ngũ thiếu niên kia. Cáp Vĩ cùng Cáp Đốn thấy đại ca đã đứng ra, nhanh chóng làm theo. Tác Hy lúc này mới mỉm cười, hai mắt đầy vẻ cuồng nhiệt, lẩm bẩm: ba tháng, ta có 3 tháng. Chương 373, các nàng có khỏe không? Hoàng Minh đi từ thôn nhỏ trong dãy núi tiến về Bá Ngã Thành, lập tức một đường tiến về An Đàn Thương Hội. Diệp Bân thấy hắn đã trở về thì thở ra một hơi, vẻ mặt lo lắng đã biến mất, ngay lập tức tiến ra đón Hoàng Minh mà miệng nói: Hoàng Minh à, ây, đúng là làm cho ta lo muốn chết mà, mau vào sảnh chính, mọi người đều đang đợi rồi. Hoàng Minh cười cười cũng không nói gì, cùng Diệp Bân tiến vào sảnh chính. Tại sảnh chính của An Đàn Thương Hội lúc này chính là một đám người đang tụ tập lại, phải có đến gần 30 người, phần lớn đều là các trưởng lão cùng mấy thanh niên. Ngày mai chính là ngày rời khỏi Bá Ngã Thành, tiến tới Lục Sa Thành để tiến vào khảo nghiệm gia nhập Kiếm Thánh Học Viện. Tối hôm nay An Đàn Thương Hội chính là tụ tập bàn luận một chút, cũng chính là chờ đợi một thanh niên
theo lời của tộc trưởng Diệp Ánh Từ nói. Phụ thân, Hoàng Minh về rồi. Diệp Bân chính là kích động lên tiếng nói. Âm thanh của hắn vang lên, làm cho một đám người đang bàn luận bỗng nhiên yên lại. Ánh mắt toàn bộ hướng về phía ra cửa. Phía ngoài cửa là hai thân ảnh, chính là Diệp Bân cùng với Hoàng Minh. Hoàng Minh lúc này trong bộ y phục màu lam, tóc bay tùy ý, vô cùng tiêu sái mà tiến vào. Phía sau hắn chính là Diệp Bân. Trong sảnh đường lập tức các trưởng lão triển khai thăm dò. Có một vài thần thức triển khai tiến đến Hoàng Minh. Chính là chỉ thấy Hoàng Minh hừ một tiếng, lập tức đám thần thức này đứt gãy. Một đám trưởng lão kinh hãi khiếp vía. Thanh niên này quá khủng bố rồi. Tu vi đã tới bậc nào lại có thể chỉ hừ một tiếng mà đánh gãy hết thần thức thăm dò của đám trưởng lão. Sắc mặt ai cũng có chút vui mừng. Hoàng Minh tiến vào, thi lễ với Diệp Ánh Từ một cái, sau đó đi tới một cái ghế trống ngồi xuống. Toàn bộ hành động của hắn đều vô cùng tự nhiên, vẻ mặt lúc nào cũng có tia mỉm cười nhàn nhã, khiến cho người ta sinh cảm giác khó tả. Diệp Ánh Từ thấy Hoàng Minh đã tiến vào chỗ ngồi, lập tức liền nói: "Chư vị trưởng lão, Hoàng Minh chính là thanh niên cao thủ hàng thật giá thật. Hiện tại có hắn tham gia khảo hạch lần này, nhất định có thể giúp An Đàn Thương Hội chúng ta có một chỗ đứng cao nhất trong kỳ khảo hạch này." Lập tức các vị trưởng lão đều gật đầu đồng ý. Bọn hắn ở An Đàn Thương Hội, trưởng lão thực lực mạnh nhất cũng chỉ là Nguyên Anh hậu kỳ mà thôi. Mà chính là vị trưởng lão Nguyên Anh hậu kỳ này cũng không thể thấu được tu vi của Hoàng Minh. Điều này làm cho lão vô cùng chấn động. Một vị trưởng lão ngồi hàng thứ tư lập tức đứng lên vui vẻ nói: "Lần này cũng mong Hoàng Minh công tử chiếu cố một chút đám hài tử của chúng ta." Vị trưởng lão này vừa nói xong liền đưa ánh mắt hướng về bốn thanh niên phía sau. Phía sau chính là bốn thanh niên, hai nam hai nữ. Trong đó Hoàng Minh nhận ra một người, chính là Diệp Bích. "Đúng vậy, tất cả nhờ vào Hoàng Minh công tử chiếu cố bọn hắn một chút." Ngay sau đó, một tên trưởng lão ngồi bàn thứ năm cũng cung kính cúi đầu hành lễ với Hoàng Minh. Hoàng Minh thấy vậy liền gật đầu, cũng lên tiếng nói: "Ta sẽ cố." Hắn chỉ nói ba chữ, sau đó yên lặng nghe An Đàn Thương Hội bàn bạc một chút. Rất nhanh, buổi tụ họp này đã kết thúc. Hoàng Minh nhanh chóng tiến về gian phòng của hắn, lúc này mới thở dài một hơi. Hoàng Minh cởi y phục, nằm lên giường, trong lòng có chút nhớ nhung, khóe miệng khẽ lẩm bẩm: "Điều Thuyền, Ly San, các nàng có khỏe không?" Ánh sáng mặt trời chiếu rọi xuống không gian mặt biển. Tại nơi biển nước mênh mông này, không ngờ lại có một đạo phi hành pháp bảo đang gia tốc cực nhanh. Phi hành pháp bảo này hình dạng của một con hắc báo. Con hắc báo này di chuyển cực nhanh, không gian chấn động không thôi. Bên trong không ngờ lại có rất nhiều người. Tại một cái bàn nhỏ, một tráng hán đang ngồi uống rượu, khuôn mặt vuông góc lộ ra một tia mong chờ, lẩm bẩm nói: "Phụ thân, thật lâu không gặp ngươi rồi, nhi tử rất nhớ ngươi." Tráng hán lẩm bẩm trong miệng, lại uống thêm một bát rượu. Tiếng bước chân tiến lại, một trung niên mặc áo bào cho cúi đầu hành lễ, sau đó nói: "Đại nhân, Kim Trúc Sinh Mệnh đã bắt đầu tiến vào tử quang, công tác chuẩn bị đã xong." Tráng hán kia gật đầu lên tiếng nói: "Phải cẩn thận, không được lơ là cảnh giác, tử quang địa phương khá là nguy hiểm." "Vâng." Trung niên áo bào cho kia vâng mệnh, cúi đầu rồi từ từ xoay người rời đi. Kim Trúc Sinh Mệnh này lập tức tăng tốc tiến vào một đoàn biển kỳ lạ. Khi Kim Trúc Sinh Mệnh này vọt qua, không ngờ bay qua một hòn đảo nhỏ. Bên trên hòn đảo này có một thân ảnh đang nằm dài trên bãi cát. Bộ quần áo trắng được bao bọc bởi một lớp ánh sáng màu xanh nhạt, không có hạt cát nào bám được vào y phục cả. "Ê, lại có một cái nữa bay qua, tốc độ quá nhanh, ta không thể nào kịp hô lên một tiếng." Thanh niên này cười khổ, thở ra một hơi có chút bất lực. Ngay sau đó, sóng nước đánh vào, dưới nước bất chợt xuất hiện một thân ảnh mỹ lệ. Thanh niên kia liền ngồi dậy, cười mà nói: "Lila, nàng cuối cùng cũng tới rồi." Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.